cái lớn thì nhiêu tiền, cái nhỏ nhiêu tiền? Cái nào? Cái lớn này nhiêu tiền? Cái này 4,5. 4,5, còn cái nhỏ? Cái này 2,5, là Senko. Còn cái này? Cái này 300. 300. 330. 330. Rồi. Tốt, Senko. Ok. Thôi bây giờ lấy cái nào tốt nhất? Hả? Cái này là mát mát cả gia đình đúng không? Rồi lấy cái này là một này. Với cái này. Lấy cái này với lấy cái nhỏ nữa, cái này đi. Cái đây đi. Cái này nữa. Ờ. Cái kia cho hạ thấp xuống được nữa không? Được. Rồi ok. Vậy là bao nhiêu tiền hai cái? Chú. Hạ thấp cái này đầu này chú. Chú dặn vặn cho thấp xuống đi để bỏ cốp xe. Cái này chú nói bao nhiêu? 4,5, còn cái kia? 33. Hai cái có bớt không? Cái này là 7,7 phải không? Vâng. 780. 7,5 đúng không? Ok, rồi, ok. Bớt 20 rồi. Ok rồi. Rồi mình vô đi ạ. Rồi thưa cô bác anh chị và các bạn, bây giờ thì Tuấn Dương cùng với sư cô Tư Tư. Rồi chào bà. Đây mới bà vô trong nhà. Nay thì tới đây để mang tặng cho bà hai cái quạt. Chắc để ngoài này cho nó. Cô đưa con gắn cho. Đây cô Cindy bảo mua biếu bà mấy cái quạt nhá. Này nhưng mà hôm nay lại mất điện này, chưa có điện mà gắn này. Mai không có điện. Mời sư cô lấy số điện tàu bộ luôn. Bà vô ngồi ghế đi. Đây cái quạt này mua hai cái quạt điện cơ cho bà cái này cả gia đình xài này. Cái quạt này thì cả gia đình xài, còn khi nào mà bà ngủ thì bà xài cái nhỏ này. Đó. Quạt mới 100%. Rồi đó. Bà có cái quạt này là bà sẽ mát hơn. Bà đứng gần đây cái quạt nào đâu à? Cô ơi, áo đâu rồi bà? Hai bà ra đây cho sáng, cho mát đi. Đây đây, con bỏ cái ghế ra đây cái xíu. Đây, hai bà đứng trước cửa này cho nó sáng. Dạ. Đây, để thử cho hai bà. Rồi, bà cô này cũng có đúng cô sư cô nhỉ? Rồi, bà ngồi thử. Đây, đây. Rồi, cái nón của bà này. Cái nón này. Vâng. Đây này, cụ bà có cái nón này, rồi mấy cái áo rách, mang mấy bộ áo rách ra để con đổi lấy cái áo mới. Con phải mang cái áo. Có, nhưng mà cũ như vậy, ba bận có hai bộ thôi. Không, bây giờ áo rách mang ra đây, chứ bây giờ cái nón như thế này ấy, bà vẫn còn giữ, bà không bỏ, nên là thôi cái nón này cũng xíu thâu về, xong rồi xin cái nón khác. Đây các bạn này, cái nón này bà vẫn đội cái nón này nhá, nè đó. Đây rồi, xíu để lại cái quai thôi. Thôi xíu sư cô cho cái nón đây. Không không, coi cái nón này là đổi lấy cái nón này. Đây là sư cô sẽ đổi cho bà cái nón lành để lấy cái nón này mang về. Rồi chở cái nón này đúng là kỷ vật luôn. Bây giờ không mang, cô mang hộ con có bao nhiêu bộ quần áo cũ thì đổi quần áo mới. Con không có. Không, bà cô mang ra đây. Không, cô mang được không? Không, không, cái mấy cái khâu vá hôm trước ấy, mang hết ra đây. Không có cất, nói thế là không có mang ra là. Ở nhà còn mấy bộ đồ đem ra đây. Đem đây cho coi coi. Cũng lấy bộ đồ ra đây. Vì hôm trước ấy, là áo rách ấy, nên là bây giờ mình sẽ. Cái chú, cái này á là đây, có chữ rồi. Đây để con gắn này rồi cô nói cho rõ. Dạ. Dạ. Này là của bà, cái tiệm bán đồ á là tặng thêm à? Tặng cho người. Đây bà áo. Khoác thử xem nào. Chà. Cái này là áo tặng màu. Thêm nhá, cái này là. Dạ. Không, khoác vô thử xem có vừa không để sau còn mua nữa. À, rồi đây. Áo này đẹp quá, này đi cưới chồng được rồi. Chà. Áo đó để áo khác đi. Đâu đâu.
của bà này là có hai bộ thôi. Đây này, cái bộ này ấy, nếu mà các bạn ơi không lấy mang về đấy. Đây các bạn nhìn này, bà quần này mặc thì có khi là nhìn thấy cái các cái chi tiết ở phía bên trong này. Giống như nhìn thấy này, cái quần này các bạn nhìn này. Bỏ rồi hen, đây, đau cụ trồng vô. Ở đây cái quần này là theo nguyên tắc là bây giờ sẽ lấy mang về để gửi qua bên Mỹ cho chị Cindy coi nhá. Cái quần này bà vá này, mấy chục miếng luôn này các bạn này. Nên là theo như kinh nghiệm của mình á, mình đi là mình phải xin mấy cái thứ này về. Thì coi như là các bà mới không có. Để các bà không có mặc, mình sẽ đưa cái này vào viện bảo tàng mình bán đấu giá. Em quay xa ra dùm xíu để nhìn thấy rõ này, à để nhìn thấy toàn cảnh này. Nói chung cái này là bây giờ sẽ mang về để viện bảo tàng, mang sang bên Mỹ trưng bày nhá. Cái này là hết cỡ rồi. Bà này ở bận đồ khó lắm. Rồi còn cái nào cũ đây, nữa. Vậy là coi như là vừa. Có hai bộ bán đó, coi như là vừa của cô. Cái nào mà còn cái nào còn xài được thì con mới để, còn cái nào ở đây thì con bỏ này. Đâu rồi nữa? Đây cái rồi bà. Mà chắc hang cỡ quá. Rồi bà bây giờ bà, cái quần cái này có áo của quần chị. Không dạ. Đâu mà thử coi, thử cái áo này là của tặng ba cái. Ôi rồi, cái này có quần đó. Có chút áo xanh là bên kia bà. Áo xanh đây nè. Áo xanh áo... là cho bà này. Dạ. Bà khoác cái áo xanh vô xem nào. Cô một cái áo tím nữa cô khoác vô. Ồ còn quần để một bên ở cô. Hay là áo không có quần? Dạ có, một bộ quần chứ. Đây một bộ. Đây nè, này của bà này nè con. Này à. Nhưng mà quần này, đâu ra? Giải này cũng mát nè. Này là bộ nè. À. Này là ba bộ, à. Người ba bộ. À. Vâng, nhưng mà không thấy quần đâu ta. Ủa sao cái đó không có quần? Đây đây, quần đây này. Đó, mỗi người ba bà bộ. Bà mặc thử cái quần vô xem là. Này của cô. Quần bà mặc thử vô giúp con xem là ổn không nào. Vừa mặc đi, mà. Mặc sỏ rô, sỏ rô, sỏ rô. Sỏ rô, sỏ rô. Đứng lại ngồi vậy á, ngồi. Ngồi vậy đó sỏ rô. Ấy ra đây cho mát mẻ mệt quá. Sao có được đang bây giờ bận vô nha. Cụ bận vô nha. Bà mặc thử vô xem vừa không. Cùng áo nào cũng có túi hết nha. Một bộ. Bận vô một bộ đi. Rồi. Rồi bỏ cái áo khoác, cởi áo khoác ngoài ra, mặc thử áo này lên. Cái này là sư cô đặt và có túi để cho mấy bà đựng tiền, có kim cài các thứ luôn. Rồi đứng. Mỗi người được ba bộ. Mỗi người sẽ có ba bộ quần áo mới. Ôm quá, cái cổ áo rộng quá. Hôm qua đi tới khám có anh. Ba. Dạ, hôm qua mới đi tới khám 4 kg rồi lấy được. Lên được 4 kg hả? 24 kg. Tim á là bán được 29 kg. Rồi giờ còn có 24 kg. Có uống sữa không? Đó. Có uống sữa rồi. Không? Hả? Khi có khi không. Hả? Khi có khi không. Khi có khi không. Không có sữa. Một cụ bà là nặng là 24 kg, hai cụ là bằng bao xi măng nhá. Đấy. Vậy là chỉ còn cái quần này thôi đúng không? Rồi cái này thì thôi sẽ đóng mang về nhá. Rồi ok. Như một cái nón. Rồi. cái này để em sẽ để đây rồi chị Cindy mang về, mang sang bảo tàng gì đấy đấu giá. Rồi đứng đây. Cái nón này chắc em mượn đội. Đứng lên. Rồi dính nè. Rồi rồi. Đứng đó. Đó. Cái nón này thôi còn cái dây này bà giữ lại nhá. Hay sao? Kéo ra, kéo áo ra. Cái này à. Lấy thiệt luôn á hả? Lấy thiệt. Trời ơi, chứ chị còn đội luôn á hả? Bỏ đội ra vô bỏ coi củi. Đây, đổi cái nón cho cô. Đây. Để cho cô đội. Không, ở trên cô có nón. Cô về cô sẽ mua nón mới cho cô. Cái này là hết số rồi. Dạ. Cũng được rồi, sư Tiến. Áo này vẫn còn được thì thôi để cho bà bận đi phơi củi. Bà bận phơi củi nha. Lẽ ra là cái áo này đâu, cũng mang lại bà, luôn nhá, áo này cũng sờn lắm rồi. Còn cô đâu, mấy cái bộ rách của cô hôm nọ đâu rồi? Không thì để không có cho đâu, lấy mấy bộ rách ra đây. Không, mấy bộ hôm trước có mặc rách vá tùm lum mới mang ra đây, còn mang để về. Để đợi bận ngủ á, bận đồ mới ngủ nực. Thôi cụ nào cũng như rồi. Em bấm máy đi. Bấm máy, bấm chưa? Đây này, cái bộ này đó là cô cũng không tính, cũng không có cho mang về. Nhưng mà đây
cô Tư nhìn này, này thực tế mà nói là mình ở trên Sài Gòn ấy, là cái quần áo mình phát ấy, hoặc là thậm chí người ta không lấy còn rẻ lau ấy, còn ấy hơn. Mà các bạn nhìn này, tướp sơ mướp luôn này, sờ vào này, không gần chùa luôn. Yeah. Đấy, nhưng mà cô vẫn muốn giữ lại. Đây, cô bích kê một cái miếng rất là lớn vào này các bạn này. Xa lắm. Đó, nên là mình phải thâu lại cái này nhá. Còn về cái quần này ấy, cái này cũng đã giặt sạch sẽ rồi đấy. Thì cái quần này các bạn nhìn này. Đây này. Nói chung là mặc là nhìn thấy cái máy khâu ba con bướm bướm ở phía bên trong này. Nhiều đồ lắm. Đây. Quá xa luôn mà chưa. Đây các bạn nhìn này. Nè. Đây là cô ấy lấy các cái chỉ cô ấy làm tùm lum tà la vào để mình mặc thử cho các bạn coi nhá. Cái này là nhìn thấy chim luôn này. Trời ơi. Nếu mà cô mặc là nhìn thấy máy khâu mấy con bướm bướm ở đây luôn này. Nè. Các bạn nhìn này. Đó. Lanh tanh bành rồi mà cô không muốn cho mình. Thôi mình vẫn cứ lấy về nhá. Rồi vậy còn bộ nào nữa không? Đổi 3 bộ mà sao có bộ này? Có vậy thôi rồi. Rồi vậy thì. Rồi ba người người ba bộ nha, mỗi người ba bộ. Vậy ba bộ. Đây vậy đây. Chiến lợi phẩm là chỉ có mặc cái bộ này đúng rồi thôi, ngồi trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy xin là được mớ tiền đấy. Chút vòng vô đây. Dạ. Giờ lấy mấy cái này bà có tiếc không? Bà có tiếc không? Đây cái này được, tiền được, giá được, tiền. Được, có. Rồi để con đấy rồi. Bà ok không? Giờ đây nhận mấy cái món. Bà đấy, chú này chụp hình chứ rồi. Rồi thưa bà như thế này, bây giờ cô lấy cái ghế cô ngồi cạnh luôn đi. Hoặc là cô đó, hai bà ngồi ngồi sát đứng rồi. Vậy được không? Đứng, dạ. Rồi, rồi, hãy đứng. Cho đứng dạ, cô tính cho à? Vâng, cô chọn được. Đây thì cô Tư thấy thương thì cô Tư biếu mỗi người chút tiền. Sáng là mình đã nhận quà rồi đúng không? Dạ. Vâng. Cây cô sẽ biếu mỗi bà một chút lấy Thảo nhá. Con gửi biếu bà uống nước. Hai cụ mua sữa uống nha cho bổ. Dạ, bây giờ đây bà muốn nói gì? Bà nhận được hai cái quạt máy mới này, ba bộ quần áo mới, rồi cái nón mới này nữa này. Thì bà muốn nói gì bà? Bây giờ sư với cậu cho thì tôi cũng đã rất cảm ơn. Việc nhà cũng bớt quá để già cả một phần nhiều hết trơn. Thì tôi cũng đợi ơn sư và mấy cô. Hôm trước là cái cô Cindy ở Mỹ ấy, cô về ấy, là cô ấy gửi tiền để làm mấy việc này để biếu mấy bà đấy. Dạ. Cô cái cô mà hôm trước cho quà đấy. Dạ. Rồi ở đây để bà muốn nói gì nữa bà nói đi. Câu này. Bà nói à, bà có 24 kg đúng không? Dạ. Bà nhận được món quà này bà có vui không? Vui. Rồi bà thấy sao, bà có muốn nói gì cảm ơn cái người mà giúp đỡ mình không? Thì đặc biệt cảm ơn sư với cậu với mấy cô này. Dạ. Cũng mặn ơn. Dạ. Rồi đây, để nhờ cô chị giới thiệu chị tên, à cô giới thiệu cô tên gì và quan hệ như nào với mấy bà đây. Dạ, xin thưa tôi là cháu kêu hai bà bằng cô. Ba của mình đó là anh của mấy bà này. Dạ. Dạ. Ở nay có Mạnh Thường Quân tới với sư đây tới cho quà phát quà cho thì cháu cũng cảm ơn và cảm ơn Mạnh Thường Quân và sư rất nhiều. Dạ không biết nói gì hết. Rồi nhận được mấy cái quạt này cô có mừng không? Dạ mừng, mừng dữ lắm. Có là mừng dữ lắm. Cô rồi có hạ tiền điện không? Tháng nhiêu tiền điện? Dạ 100 mấy. 100 mấy tiền điện hả? Dạ. Tủ lạnh cũ người ta cho mấy hao điện á. Cái đó mới là mấy hao mà điện á. Dạ. Hà tiện mà lại nhận tủ lạnh cũ nữa là nó tăng điện thôi. Cái quạt này thì không nhiều đâu. Thôi có dạ. Thể là đừng, nếu mà tủ lạnh mà hao điện quá thì mình xem xét. Dạ. Đấy còn cái có quạt ấy bật lên cho nó mát. Ừ. Để ngủ cho dễ.
Vâng. Rồi để cô cái lau phong cảnh cô chở xuống à. Nó khoảng lau phong phần này nè. Bây giờ thì chị xin thì cho là vẫn còn tiền này. Thì bây giờ sẽ Tuấn Dương ở trên này là đang thôi thì bây giờ đây con sẽ gửi cô ít tiền nữa để nếu cô phải cái nào phải mua thì mua, cái nào mà nhờ thợ làm ấy thì thợ làm cho mấy bà ấy mát. Dạ, rồi có cái này hôm trước là tính là nếu có thể mở cái cửa sổ thêm ấy. Dạ. Cửa sổ bên hông ấy. Cái này tại vì tối nhà già cả không rồi trống trước trống sau mình bà không dám không phải tại bà sợ vậy đó hả. Trống trải cái bà sợ. Ủa mình lớn tuổi rồi mà mình sợ má gì, cô cũng ở mình cô nè. Thấy mình mong rảnh cô cũng mình cô thấy không? Không có sợ, mình niệm Phật rồi mình ngủ. Đừng sợ, mạnh dạn lên niệm Phật. Nha, đừng có sợ mở cửa ra cho nó khó mình thở được. Trời gì chứ mở cửa. Bà sợ ma hay sao? Có ma không? Tối sợ lắm. Sợ sao không cưới chồng rồi ôm ông nào đấy? Đóng cửa vậy nó hợp quá đi thôi. Dạ. Về cô về ha. Dạ. Cái này là của bên một khách hàng không nói tên ở áo dài bé để tặng những người đi bán vé số. Mấy bà không bán vé số nhưng mấy bà già lớn tuổi rồi không làm ra tiền nên con xin thay mặt một cái khách hàng không nói tên ở áo dài bé chợ An Đông biếu bà biếu cô một chút để mình xài nhá. Rồi biếu cô. Rồi. Cảm ơn. Rồi, rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, bây giờ để con vào con quay lại quay các cái căn nhà này cho mọi người thấy một lần trước khi mà mình di chuyển nhá. Đây mà nằm cái võng. Đây vào đây là cái võng này ai nằm? Có giấc chiều với giấc sáng nằm lát thôi, trưa này nằm cái sân nóng cái lắm nó các bạn nhá. Nóng lắm sư. Rồi. Dạ. Rồi đây cô đi vô cô giới thiệu nhà đây này, bà. Bà sợ ma nữa. Bà sợ ma nữa nên là cửa không dám mở cửa sổ. Vậy bây giờ có cần mở không? Dạ không. À, tức là bà không muốn mở cửa sổ. Dạ. Vì bà sợ ma. Dạ. Ma nó vào là nó làm gì mình cô? Mình sợ cái tiếng này ai cũng nói vậy thôi chứ mình cũng đâu biết ma ra sao. À, mình không biết ma ra sao. Dạ. Rồi đây bà có cái xe đạp này, mấy cái dây bao một cái võng nữa nằm ngủ này. Dạ bao nhiêu rồi đây bà. Cả nhà thì có cái quạt nhỏ thì thôi dạ. Bây giờ mua thêm hai cái quạt nữa. Dạ, cảm ơn. Rồi đây. Dạ. Rồi trong này cô chỉ dẫn đi, cô dẫn đi. Dạ. Được hả? Dạ. Đây trong này. Dạ, ra đây có gió dưới đây lên, thoáng mát một chút. Có gió ở trong nhưng mà nhà thì lúc nào cũng tối om luôn. Dạ. Còn trong đấy là cái gì? Không có gì hết trống trơn. Rồi vậy thôi chứ không có. Rồi đây. Lót những cái tấm này để cho nó đỡ bị lầy lên. Bà nằm đây, bà già bà nằm đây. À, khuya nằm ở đây á? Không, sáng giờ hồi con, đi về. Con đi tắm tiếc là đâu? Dạ, đây có toilet ở đây. À, cũng có toilet ở ngoài đấy. Dạ. Còn cái này làm gì con? Nấu củi á. À, nấu củi. Nè, bởi vì nó riết nó đen. Trời ơi, mái này thấp chịt à. Dạ. Ở đây cũng có cái lu nước này. Cái này này. Đây chưa? Nhưng mà cũng rất là sạch sẽ nhá, mấy người này ở dạ. Mấy bà ở rất là sạch sẽ này. Cái nhà này là ra có nói chung là cái gì à, bố mẹ để lại à cô? Dạ không, của mấy bà này gầy dựng lên từ nhỏ tới lớn. Mấy bà gầy dựng lên từ nhỏ tới lớn. Nay cúp điện không có nước. Ồ. Mà có cái gì đâu mà đúng đủ lạnh. Ở nhà đúng là không có cái cửa sổ nào cả, mấy bà sợ ma. Rồi cái cây ngoài kia là ai cắt đấy bà? Vâng, nhà rất là sạch sẽ nhé. Là già. Dạ. Rồi đây này các bạn nhìn này, cắt các thứ này. Cái này để củi. Ai chặt củi vậy? Dạ, chặt. Đấy, chặt củi phơi này. Rồi cái áo. Đấy, phơi. Đây này, phơi củi này, làm rất là thẳng nhé. Sư cho xin lại bộ đồ nha sư. Trời ơi, nhất định. Dạ. Không. Ôi, không có được rồi sao chơi con xin bộ đồ lại. Mấy bộ đồ vậy to. Cô vẫn muốn đòi xin lại bộ cũ mà không cho thôi đi về đi không cô ấy lấy mất đồ. Cô lấy mất cái bộ cũ. Cái võng này là sao? Lót áo mưa.
bữa nào lên chùa con cái võng cũng vá tùm lum á. Đây này, cái võng này các bạn này cũng trời ơi cũng vá tùm lum nhé, khâu mấy chục này trời ơi. Trời ơi sao mà thôi đi về đi về rồi rồi xin chào cả nhà nhá. Dạ rồi. Vâng, con xin chào. Mua sữa uống nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ dạ. Rồi cảm ơn bà nhá. Rồi. Vâng thôi. Đây này, đây cái lưng này. Đúng rồi, cái xương sống này đây. Rồi thôi thôi được rồi. Rồi mấy bà nghỉ nhá, con về đây. Rồi cảm ơn. Dạ dạ. Dạ. Rồi vô nghỉ. Mấy bà ở rất là sạch sẽ nha các bạn. Nhà không một cọng rác và sạch ra tới ngoài lộ luôn. Rồi thôi mình dừng video tại đây nhé.